Thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay ôn lại chặng đường 74 năm cách mạng tháng 8 thành công, cũng là dịp chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác. Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp cùng tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cầu phát thanh truyền hình mang tên Muôn Vàn Tình Yêu Thương diễn ra vào tối thứ Tư tuần này 21 tháng 8. Hiện những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho việc thực hiện cầu phát thanh truyền hình Muôn Vàn Tình Yêu Thương đang được gấp rút hoàn thiện. Ghi nhận của phóng viên VTC tại một trong ba điểm cầu là thành phố Hồ Chí Minh. Từ lâu, địa danh Bến Nhà Rồng đã mang đậm dấu ấn lịch sử gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trở thành địa chỉ đỏ. Nơi đây, 108 năm về trước, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Cùng với điểm cầu nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội, khu di tích quốc gia đặc biệt tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, thì Bến Nhà Rồng thành phố Hồ Chí Minh là một trong ba điểm thực hiện cầu phát thanh truyền hình trực tiếp với chủ đề Muôn Vàn Tình Thương Yêu. Hiện nay, Bến Nhà Rồng là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây là một trong các chi nhánh thuộc hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Hơn một thế kỷ qua, đã có quá nhiều sự thay đổi, nhưng Bến Nhà Rồng vẫn động lại mãi lý tưởng cách mạng của Bác, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Hàng năm, Bến Nhà Rồng đón hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về Bác, về lịch sử dân tộc Việt Nam. Có những cái hiện vật nó gắn với những câu chuyện và những con người mà sau này khi chúng tôi giới thiệu với khách tham quan thì luôn nhận được một cái sự tức là đồng cảm, một cái sự xúc động của người nghe. Có một cái câu hát tôi thấy rất hay nhé. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha như cha. Cái tình cảm của dân miền Nam, của người Nam Bộ nói chung, Sài Gòn nói riêng, từ những năm mà ngay sau cái mạng tháng 8 chúng ta đã thấy là muốn gọi tên người là tên của thành phố của mình, tên thành phố Hồ Chí Minh. Cảm cái tình cảm của cả một vùng đất, của cả một người dân, của cả một cái phía nam của Tổ quốc như thế dành cho người. Cũng chính vì ý nghĩa đặc biệt đó mà Bến Nhà Rồng được Đài Tiếng Nói Việt Nam lựa chọn là một trong ba điểm thực hiện cầu phát thanh truyền hình trực tiếp Muôn Vàn Tình Thương Yêu. Những ngày này, mọi công tác chuẩn bị cho chương trình được gấp rút hoàn thành. Hiện tại, các nội dung chương trình đang được các đơn vị liên quan kiểm tra, tập dượt nghiêm túc. Mặc dù cái chương trình chưa diễn ra, nhưng mà không khí để chuẩn bị cho cái chương trình này cũng đang là cấp tập, mà thể hiện rõ nhất là cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, các cấp của thành phố Hồ Chí Minh về cái sự kiện này. Trước đó, lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh bàn nhiều nội dung để việc phối hợp tổ chức tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện tốt nhất. Chương trình chính luận nghệ thuật Muôn Vàn Tình Thương Yêu do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam trực tiếp chỉ đạo, nhà báo Trần Đăng Tuấn xây dựng kịch bản, nhà báo nghệ sĩ ưu tú Lê Thụy làm tổng đạo diễn, cùng với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, đoàn ca múa dân gian Nghệ An, vũ đoàn Âu Cơ, vũ đoàn Bạch Dương, vũ đoàn Phương Việt, dàn hợp xướng người Sài Gòn,